Ngày 22-23/9, cuộc thi giới thiệu và trình diễn nghiên cứu về động đất trong trường học Introducing and Demonstrating Earthquake Engineering Research in School IDEIS đã diễn ra tại Đài Loan. Năm nay có tổng số 102 đội tham dự, đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội tuyển DTU của Đại học Duy Tân với 3 thành viên gồm Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thanh Quyền và Nguyễn Hoàng Long đã xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng ký đến từ Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan để giành chiến thắng chung cuộc. Cuộc thi quy tụ các đối thủ đáng gờm như Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore, Đại học Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Hong Kong, National Taiwan University, Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan, Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc, Đại học Pukyong, Hàn Quốc, Đại học Kim Yung, Hàn Quốc, Đại học Quốc tế Inti, Malaysia. Tất cả đều là những trường có bề dày về nghiên cứu động đất và từng đoạt giải vô địch trong các kỳ thi trước đây. Đội tuyển DTU đã tạo ra một mô hình mô phỏng nhà cửa có chiều cao 60cm, tuân theo yêu cầu không vượt quá 75cm của ban tổ chức, nặng 423g. Và có khả năng chịu đựng động đất với gia tốc lên tới gần 8 độ Richter. Điểm đặc biệt của mô hình này là việc sáng tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật kháng chấn, sử dụng các sợi dây cao su cung cấp bởi ban tổ chức để cân bằng dao động. Đội tuyển thứ hai của Đại học Duy Tân tham dự cuộc thi lần này là SETDTU với các thành viên gồm Phan Trọng Tiến, Cao Tiến Giang, Nguyễn Đức Mạnh và Lê Hữu Bằng. Họ cũng đã có thành tích ấn tượng bằng việc giành giải 3 trong cuộc thi này. Mô hình mô phỏng nhà của đội SETDTU có kích thước và khả năng chịu đựng động đất tương tự như đội DTU, nhưng nặng hơn một chút với trọng lượng 440g. Ngày 22-23/9. Cuộc thi giới thiệu và trình diễn nghiên cứu về động đất trong trường học Introducing and Demonstrating Earthquake Engineering Research in School IDEIS đã diễn ra tại Đài Loan. Năm nay có tổng số 102 đội tham dự, đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội tuyển DTU của Đại học Duy Tân với 3 thành viên gồm Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thanh Quyền và Nguyễn Hoàng Long đã xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng ký đến từ Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan để giành chiến thắng chung cuộc. Cuộc thi quy tụ các đối thủ đáng gờm như Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore, Đại học Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Hong Kong, National Taiwan University, Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan, Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc, Đại học Pukyong, Hàn Quốc, Đại học Kim Yung, Hàn Quốc, Đại học Quốc tế Inti, Malaysia. Tất cả đều là những trường có bề dày về nghiên cứu động đất và từng đoạt giải vô địch trong các kỳ thi trước đây. Đội tuyển DTU đã tạo ra một mô hình mô phỏng nhà cửa có chiều cao 60cm, tuân theo yêu cầu không vượt quá 75cm của ban tổ chức, nặng 423g. Và có khả năng chịu đựng động đất với gia tốc lên tới gần 8 độ Richter. Điểm đặc biệt của mô hình này là việc sáng tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật kháng chấn, sử dụng các sợi dây cao su cung cấp bởi ban tổ chức để cân bằng dao động. Đội tuyển thứ hai của Đại học Duy Tân tham dự cuộc thi lần này là SETDTU với các thành viên gồm Phan Trọng Tiến, Cao Tiến Giang, Nguyễn Đức Mạnh và Lê Hữu Bằng. Họ cũng đã có thành tích ấn tượng bằng việc giành giải 3 trong cuộc thi này. Mô hình mô phỏng nhà của đội SETDTU có kích thước và khả năng chịu đựng động đất tương tự như đội DTU, nhưng nặng hơn một chút với trọng lượng 440g.